Đoàn Taiyuki bị ám ảnh chuyện ma, Phật Di Lặc chết hụt trong nhà xác. Đến với nhiều thế hệ khán giả xem truyền hình tại Việt Nam, thì ít có bộ phim nào đem lại sức hấp dẫn cho đủ mọi lứa tuổi, từ già đến trẻ như Taiyuki. Dù đã xem đi xem lại đến cả chục lần, nhưng mỗi khi được trình chiếu lại bộ phim Taiyuki phiên bản năm 1986, vẫn được đón nhận rất nồng nhiệt. Thế nhưng, để thực hiện được bộ phim này, đoàn làm phim Taiyuki đã gặp phải khá nhiều khó khăn, vất vả. Thậm chí cả đoàn làm phim từng bị ám ảnh chuyện ma và có vài diễn viên nhiều lần suýt chết. Thành viên đoàn phim Tôn Ngộ Không được một fan sợ hãi sau khi nghe kể chuyện ma trong một đêm mắc điện nơi núi rừng U Tịch. Thời gian giữa mùa hè oi bức năm 1982, đoàn phim Taiyuki có mặt tại núi Thương Nham ở Trương Gia Giới, tỉnh Hà Bắc để khởi quay cho tập Đường Tăng Xuất Thế, tức tập 4 Giam Cầm Ngũ Hành Sơn. Địa điểm được đặt tại ngôi chùa Phúc Khánh trên núi Sơn Nham, tương truyền từng là nơi công chúa Nam Dương, con gái cả của vua Tùy Dương Đế, từng về đây xuất gia tu hành. Toàn bộ khu tự viện được xây dựng trên khu một mặt phẳng giữa hai vách núi hiểm trở, tạo thế uy nghi, hoành tráng và chó ngợp. Đặc biệt, Điện Thiên Vương lại càng kỳ vĩ và độc đáo, với kiến trúc là một ngôi điện nằm trên chiếc cầu có nhịp, dạng phồm bắc qua hai vách núi đá khổng lồ, tạo thế hiểm trở treo leo và cũng hết sức tôn nghiêm. Từ chân núi đi lên là một con đường độc đạo nhỏ và dốc đứng. Phía bên trên hai vách núi là một công trình kiến trúc tôn giáo như được bắt giữa nền trời xanh. Cảnh quan kỳ vĩ của khu công trình này tựa như ẩn hiện trong mây, giữa mình trên vách núi cao uy nghi sừng sững, thật không khác gì với tưởng tượng về cổng Nam Thiên Môn trên thiên đình, bề thế hùng tráng và tôn nghiêm. Những ngày mắc điện triền miên, những ngày đoàn ở trong chùa để thuận tiện cho việc quay phim, các nhân viên được phép nghỉ lại trong phòng tiếp khách của nhà chùa. Vốn là một khu tứ hợp viện cũ của nhà chùa, mặt vây hướng lên mặt dốc của núi. Vì vấn đề chỗ ở khá căng nên khoảng 20 đến 30 người đã chen chúc ở trong một căn phòng lớn. May thời gian ở đây không nhiều nên ngần ấy con người bị nhét vào một không gian chật hẹp cũng cố chịu đựng và khắc phục được. Điều phiền phức ở chỗ phòng khách của nhà chùa là không có chỗ cung cấp nước. Chỉ cần nước bình thường rửa mặt mũi chân tay, chứ chưa nói đến nước nóng. May là phía sau núi có một khe suối nhỏ, nước suối ở đây trong vắt, có thể nhìn xuống tận đáy. Hàng ngày, mọi người sau khi kết thúc cảnh quay đều tập trung ở bên khe suối rửa mặt mũi, chân tay và lấy nước tắm rửa. Nước suối từ núi chảy ra nên mát lạnh và tinh khiết. Ai nấy đều phấn khởi và vui vẻ khi may mắn được ưu đãi như thế đây. Nhiệt độ ở vùng núi chênh lệch khá lớn, ban ngày thường ánh mặt trời nóng như thiêu như đốt, đêm xuống gió thổi hay hay, lâu lâu là khiến cho người lạnh tê. Điều bực nhất ở đây là thường xuyên bị mất điện, 3 ngày thì đến 2 ngày bị mất điện. May mà lần này đoàn phim thường quay cảnh ban ngày. Khi đóng đô trên núi, mọi công việc đều được hoàn thành vào thời gian trước khi hoàng hôn xuống. Khi trời tối điện mất, khung cảnh trở nên hư không, u tịch, tĩnh mịch và thanh vắng đặc thù của nơi rừng núi, đặc biệt là trong khung cảnh tại một ngôi chùa lớn như chùa Phúc Khánh. Chuyện ma khiến cho cả đoàn ám ảnh. Trong đoàn Taiyuki đa phần là người trẻ, mấy ai chịu được cảnh không khí ảm đạm và âm u như thế này. Vì vậy, sau mỗi bữa cơm tối, các tiết mục văn nghệ đều được thành viên trong đoàn tích cực trổ tài biểu diễn. Mọi người nhảy múa hát ca, người đánh đàn guitar, người hòa nhịp hát theo nhằm làm át đi không khí u tịch, đặc biệt là mấy nhân viên trẻ trong đội ánh sáng và hóa trang. Còn tỏa ra nổi trội hơn, họ có đèn pin họ cùng âm thanh của điệu cha cha phát ra từ máy ghi âm, cũng đủ làm cho con người đầy sức sống cùng hòa vào vũ điệu disco. Vì đoàn Taiyuki tập trung đủ nhân viên nghệ sĩ từ nhiều đoàn nghệ thuật khác nhau nên ai cũng có tài lệ riêng. Nhờ biệt tài này, mỗi khi đến các địa phương quay phim, đoàn đều nhờ được khá nhiều diễn viên quần chúng. Để cảm tạ sự nhiệt tình của dân chúng địa phương, ekip thường tổ chức những tiết mục văn nghệ cây nhà lá vương để phục vụ bà con. Tất nhiên những hoạt động này là hoàn toàn miễn phí. Cùng với đó là các nghệ sĩ cùng trình diễn không không nhưng hết sức nhiệt tình và vui vẻ. Ngoài ra, ở khu vực cổng lớn của nhà tiếp khách của chùa, những người thích yên tĩnh thường tụ tập nhau thì kể chuyện. Mọi người lần lượt đóng góp chuyện mà họ biết để kể cho cả đoàn nghe. Nhiều hôm mọi người say sưa kể, mãi đến đêm khuya mới dạng tén đi ngủ để ngày hôm sau còn quay tiếp.
Đạo diễn Dương Khiết vốn là người rất thích nghe kể chuyện và thường cổ vũ các thành viên trong đoàn tham gia kể chuyện cho bà cùng đoàn nghe. Có lần quản lý trường quay là Hà Dị đóng góp một câu chuyện ma. Hôm đó lại đúng ngày mất điện, trời tối om, bốn bề đều đứng lố nhố là người quay quanh. Thêm vào đó là lối kể chuyện đầy màu sắc và truyền cảm của Hà Dị càng khiến cho mọi người ai nấy chăm chú lắng nghe mà nổi hết da gà. Kết cục là khiến cho cả đoàn sợ rúng ró, không ai dám một mình về chỗ ngủ. Mãi tối muộn vẫn còn ngồi bu một chỗ vì quá sợ. Diễn viên Tây Du Ký sợ ma không dám đi tè. Đạo diễn Dương Khiết tiếp tục tiết lộ những kỷ niệm thú vị về hai nghệ sĩ trong phim và bất ngờ khi tìm thấy Cây Nhân Sâm, Bồ Đề Sư Tổ và Trấn Nguyên Đại Tiên sợ ma. Trong cảnh quay, các đạo sĩ cung kính bái lạy tiễn Trấn Nguyên Đại Tiên bay về trời. Vì vây trên núi nên việc huy động diễn viên quần chúng không được nhiều. Đường lên núi thời gian đó chưa có, phải men theo lối mòn ở sườn núi để lên đạo quán. Không gian quay cũng không đủ rộng rãi. Khi đó vì đạo trưởng đã yêu cầu các đạo sĩ trong đạo quán tập trung diễn cảnh này cho đoàn phim. Vì vậy khi xem trên phim với cảnh Trấn Nguyên Đại Tiên bay về trời, người xem sẽ thấy đạo sĩ hai bên cung kính bái lại đều là các đạo sĩ thực sự của đạo quán cổ thường nổi tiếng này. Dương Khiết cũng ngộ ra một điều trong quá trình quay phim là dù hòa thượng hay đạo sĩ, họ đều có một vị thần tối cao trong lòng họ. Dù người khác không tin vào đạo của họ, nhưng cũng không nên xúc phạm hay nhạo báng tín ngưỡng của họ. Nếu ta tôn trọng người khác, tự nhiên sẽ nhận lại được cách đối đãi tương tự từ người khác. Chỉ cần ta cư xử chân thành, mới mong nhận được thịnh tình từ người khác. Nghệ sĩ Vế Linh và vị đạo trưởng nọ không những đã trở thành những người bạn, mà còn nhận được những lời chúc phúc chân thành, cũng như sự đối đãi trọng thị mà ông dành cho đoàn phim Tây Du Ký. Có chuyện vui với hai diễn viên chính là nghệ sĩ Quế Linh thể hiện vai Trấn Nguyên Đại Tiên và nghệ sĩ Quan Vân Giới vai Bồ Đề Sư Tổ. Hai nghệ sĩ được đoàn phim đặc biệt ưu ái khi xếp cho ngủ trên lầu 2 ở Điện Tam Thánh, nơi thoáng đãng và dễ chịu hơn hẳn so với các phòng tiếp khách của đạo quán, nơi các thành viên đoàn phim được phép nghỉ ngơi. Thế nhưng là đại điện nên bước ra cửa là đối mặt với tượng thần ở đây. Buổi tối khi Vế Linh muốn đi vệ sinh gấp, vấn đề ở lầu 2 không có, phải đi mấy chục mét qua cầu thang để xuống nhà tiếp khách mới được. Lối đi lại không có đèn, trời tối ở đây âm u như trong rừng rậm, đến nỗi xòe tay mình ra cũng không đếm được có bao nhiêu ngón. Chứ chỉ có trên đại điện là có ánh nắng leo lét, thỉnh thoảng còn nghe thấy những tiếng động kỳ lạ. Ngoài ra còn có cảm giác như có một u linh vô hình động đậy trong bóng đêm đặc quách ở đây. Điều này khiến cho Quý Linh sợ đến dựng tóc gáy, sởn da gà, liền vội trở lại chỗ ngủ và không dám đi vệ sinh nữa. Sáng ngày hôm sau, ông nhất định đòi xuống phòng tiếp khách ngủ chung với mọi người trong đoàn. Đến ngày hôm sau, cả nghệ sĩ Quan Văn Giới vốn tự xưng là to gan, không biết sợ là gì, cũng phải rời xuống ngủ chung với đoàn phim. Cây Nhân Sâm tìm thấy trong khu mộ cha đạo diễn Dương Khiết. Trước khi tiến hành quay những cảnh phim trên núi Thanh Thành, Dương Khiết đã yêu cầu cho nghệ sĩ thiết kế mỹ thuật Mã Vận Hồng ở lại dưới núi để tìm địa điểm quay cảnh cây Nhân Sâm. Cây cối trên núi thường khá dày và tập trung, cũng không được phép chặt phá. Vả lại cũng không có khu đất rộng rãi để quay. Việc này không quan trọng địa điểm ở đâu, chỉ cần có là được. Nếu có chụp lại hình và gửi lên núi cho Dương Khiết xem xét, nếu phù hợp sẽ cho người tiến hành mô phỏng dựng một cây giả thật lớn. Vì số lượng quả nhân sâm cần khá lớn, đạo diễn Dương đã cho mời nghệ sĩ mỹ thuật Trương Liệt Quân từ Kịch viện Nghệ thuật Nhân dân Tứ Xuyên tới giúp sức. Nhờ có sự nhiệt tình của Liệt Quân, chỉ trong một ngày miệt mài đã tạo ra hàng trăm quả nhân sâm. Khi đó rất nhiều người tỏ ra phấn khích, muốn biết quả nhân sâm được làm từ chất liệu gì, có ăn được hay không. Thực ra loại quả này được làm từ loại khoai lang Tứ Xuyên. Không lâu sau cũng có tin từ Mã Vận Hồng báo về cho biết đã tìm thấy cây nhân sâm. Đó chính là cây ngân hành của nhân vật lịch sử Trương Tòng, Đề Hán, cho trồng với tuổi đời hơn 1.700 năm. Chiều cao là 6m3, cây nằm ngay trong công viên văn hóa Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Nào ngờ địa điểm đó lại cũng là phần đất có khu mộ phần của cha đệ đạo diễn Dương Khiết. Sau khi quay xong các cảnh quay trên núi, cả đoàn kéo nhau xuống núi đến nơi có cây nhân sâm trong nội thành Thành Đô để quay những phân cảnh còn lại. Trước khi quay, đạo diễn Dương Khiết đã một mình đến khu mộ liệt sĩ Thập Nhị Kiều trong công viên để viếng thăm phần mộ của cha bà. Thời kháng chiến ngày 7 tháng 12 năm 1949, phụ thân của Dương Khiết cùng hơn 30 chiến sĩ khác đã hy sinh tại khu Thập Nhị Kiều ở Thành Đô
Sau giải phóng, chính phủ đã cho chôn cất các liệt sĩ và dựng bia liệt sĩ ngay trong công viên. Phật Di Lặc chết hụt trong nhà xác. Câu chuyện hải hùng của nghệ sĩ Tiết Ngưu thủ vai Phật Di Lặc trong phim Tây Du Ký khiến cho mọi người trong đoàn đều sởn da gà vì kinh sợ. Ngày thứ hai, đoàn Tây Du Ký lưu lại tại địa điểm Cửu Hoa Sơn, Trì Châu, tỉnh An Huy. Các diễn viên trong danh sách kịch bản yêu cầu đều có mặt đông đủ. Trong đó có hai nghệ sĩ nổi tiếng là Thiện Ngưu và Tào Phong của xưởng sản xuất phim Thượng Hải, cùng nữ diễn viên Vương Linh Hoa từ Viện Phủ Kịch Thượng Hải. Trong tập 18, vào nhầm Tiểu Lôi Âm, Vương Linh Hoa vào vai Hoa Tiên, Hạnh Hoa Tiên Tử. Đây là nhân vật vừa biết ca hát, múa và diễn kịch. Việc này đòi hỏi diễn viên phải tự thể hiện được, không sử dụng người đóng thế. Vương Linh Hoa vốn là một nữ diễn viên múa chuyên nghiệp, vừa hoàn thành vai nữ chính trong bộ phim điện ảnh Quỷ Muội. Tạo hình cũng như kỹ năng diễn xuất của cô trong bộ phim trên khiến cho đạo diễn Dương Khiết cảm thấy hết sức hài lòng nên đã quyết định mời cô vào vai Hạnh Hoa Tiên Tử. Trong khi đó, hai nghệ sĩ lão luyện của xưởng phim Thượng Hải là Thiết Ngư và Tào Phong vốn là hai nam diễn viên gạo cội thân thuộc với khán giả Hoa Ngữ. Trong tập 19, Thiết Ngư được giao thể hiện vai diễn Phật Di Lặc cùng Tào Ngư vào vai Hoàng Mi Yêu Vương và một vai diễn phụ khác. Sự nghiệp điện ảnh của hai nghệ sĩ gạo cội có thể kể đến hàng trăm vai diễn, thậm chí ngay đến bản thân họ cũng không thể nhớ nổi đã đóng bao nhiêu nhân vật. Điều đặc biệt là các vai diễn của Thiết Ngưu và Tào Phong phần lớn đều là những nhân vật phụ xuất hiện trên phim cũng không nhiều, nhưng họ đều để lại trong lòng khán giả những ấn tượng sâu sắc. Chính thái độ với công việc và sự yêu nghề đã khiến cho đồng nghiệp đều tin tưởng, kính trọng và yêu mến họ. Hai nghệ sĩ trên đều là những người hòa nhã, vui tính và rất hay pha trò. Những phân đoạn ngắn trong phim cũng được họ hoàn thành một cách nhanh chóng và trơn tru. Nghệ sĩ Tào Phong có khí hài hước và thường biếm tấu, lời thoại cũng như thêm các hành động ấn tượng nhất bằng điệu bộ hỉ mũi và ngoái mũi của yêu quái. Điều này khiến cho tình tiết của phim trở nên vui nhộn. Ngay cả người trong đoàn trực tiếp chứng kiến cũng không nhịn được cười. Đáng nhớ nhất là một kỷ niệm hải hùng mà nghệ sĩ Tiết Ngưu từng kể lại cho thành viên đoàn Tây Du Ký trong thời gian ông lưu diễn. Đó là những năm tháng diễn ra cuộc cách mạng văn hóa. Thiết Ngưu được đưa vào viện do đau dạ dày. Trong phòng cấp cứu, ông bị sốc, bất tỉnh nhân sự, không còn hay biết gì nữa. Hôn mê không biết bao lâu, khi tỉnh lại, Thiết Ngưu ngồi bật dậy, nhìn xung quanh chỉ thấy một màu đen đặc quách. Có cảm giác như đang ở trong một căn phòng rộng mênh mông. Không khí lạnh lẽo khiến cho ông bất giác không nhớ nổi vì sao ông lại có mặt trong căn phòng như vậy. Cơn lạnh ùa đến khiến cho Thiết Ngưu co rúm người. Hai tay ông so bóp chân và cánh tay ra khỏi cống, lần xuống giường và tìm xem có chiếc chăn nào dày hơn để đắp. Lúc này ông mới lờ mờ nhận ra những giường xung quanh có rất nhiều người bệnh nhân. Dường như mọi người đều đang ngủ say, căn phòng vẫn tĩnh lặng, không một tiếng động. Thiết Ngưu dò dẫm, đụng phải chiếc giường trước mặt, tay ông giật thót khi quờ quạng phải một bệnh nhân. Người lạnh cống và cứng đơ như gỗ, lấy tay vén tấm vải phủ trên người này. Thiết Ngưu hồn bay phách lạc khi nhận ra đây là một xác chết. Trong lúc hoảng hốt, Thiết Ngưu tiến đến những giường bên cạnh, sợ người nào cũng đều lạnh cứng cả. Lúc này ông mới hoàn hồn khi biết mình đã bị đưa vào nhà xác. Thiết Ngưu sợ hãi chạy khắp phòng để tìm cửa chính, vừa đập cửa vừa la hét lạc giọng kêu cứu. Trời đang giữa đêm, người qua lại thưa thớt, khi nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ nhà xác khiến cho ai nấy đều hốt hoảng, nghĩ người chết sống lại bắt người, không ai dám lại gần và chạy càng nhanh càng tốt. May mắn cho Thiết Ngưu có một y tá đi qua nghe tiếng kêu, liền tức tốc gọi nhân viên bảo vệ mở khóa đưa ông ra ngoài. Trải nghiệm thời khắc vực dậy từ cái chết khiến cho Thiết Ngưu không thể nào quên. Đến tận bây giờ ông vẫn chưa hiểu vì sao ông lại bị người ta đưa vào nhà xác. Thông tin của kênh chúng tôi cung cấp cho các bạn đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại. Tưởng tượng về cổng Nam Thiên Môn trên thiên đình, bề thế hùng tráng và tôn nghiêm. Những ngày mắc điện triền miên, những ngày đoàn ở trong chùa để thuận tiện cho việc quay phim, các nhân viên được phép nghỉ lại trong phòng tiếp khách của nhà chùa. Vốn là một khu tứ hợp viện cũ của nhà chùa, mặt vây hướng lên mặt dốc của núi. Vì vấn đề chỗ ở khá căng nên khoảng 20 đến 30 người đã chen chúc ở trong một căn phòng lớn. May thời gian ở đây không nhiều nên ngần ấy con người bị nhét vào một không gian chật hẹp cũng cố chịu đựng và khắc phục được.
Điều phiền phức ở chỗ phòng khách của nhà chùa lại không có chỗ cung cấp nước. Chỉ cần nước bình thường rửa mặt mũi chân tay, chứ chưa nói đến nước nóng. May là phía sau núi có một khe suối nhỏ. Nước suối ở đây trong vắt, có thể nhìn xuống tận đáy. Hàng ngày, mọi người sau khi kết thúc cảnh quay đều tập trung ở bên khe suối rửa mặt mũi, chân tay và lấy nước tắm rửa. Nước suối từ núi chảy ra nên mát lạnh và tinh khiết. Ai nấy đều phấn khởi và vui vẻ khi may mắn được ưu đãi như thế đây. Nhiệt độ ở vùng núi chênh lệch khá lớn, ban ngày thường ánh mặt trời nóng như thiêu như đốt. Đêm xuống, gió thổi hay hay, lâu lâu là khiến cho người lạnh tê. Điều bực nhất ở đây là thường xuyên bị mất điện. 3 ngày thì đến 2 ngày bị mất điện. May mà lần này đoàn phim thường quay cảnh ban ngày. Khi đóng đô trên núi, mọi công việc đều được hoàn thành vào thời gian trước khi hoàng hôn xuống. Khi trời tối điện mất, khung cảnh trở nên hư không, u tịch, tĩnh mịch và thanh vắng đặc thù của nơi rừng núi, đặc biệt là trong khung cảnh tại một ngôi chùa lớn như chùa Phúc Khánh. Chuyện ma khiến cho cả đoàn ám ảnh. Trong đoàn Tây Du Ký đa phần là người trẻ, mấy ai chịu được cảnh không khí ảm đạm và âm u như thế này. Vì vậy, sau mỗi bữa cơm tối, các tiết mục văn nghệ đều được thành viên trong đoàn tích cực trổ tài biểu diễn. Mọi người nhảy múa hát ca, người đánh đàn guitar, người hòa nhịp hát theo nhằm làm át đi không khí u tịch, đặc biệt là mấy nhân viên trẻ trong đội ánh sáng và hóa trang. Còn tỏa ra nổi trội hơn, họ có đèn pin hò cùng âm thanh của điệu cha cha phát ra từ máy ghi âm, cũng đủ làm cho con người đầy sức sống cùng hòa vào vũ điệu disco. Vì đoàn Tây Du Ký tập trung đủ nhân viên nghệ sĩ từ nhiều đoàn nghệ thuật khác nhau nên ai cũng có tài lệ riêng. Nhờ biệt tài này, mỗi khi đến các địa phương quay phim, đoàn đều nhờ được khá nhiều diễn viên quần chúng. Để cảm tạ sự nhiệt tình của dân chúng địa phương, ekip thường tổ chức những tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn để phục vụ bà con. Tất nhiên những hoạt động này là hoàn toàn miễn phí. Cùng với đó là các nghệ sĩ cùng trình diễn không không nhưng hết sức nhiệt tình và vui vẻ. Ngoài ra, ở khu vực cổng lớn của nhà tiếp khách của chùa, những người thích yên tĩnh thường tụ tập nhau thì kể chuyện. Mọi người lần lượt đóng góp chuyện mà họ biết để kể cho cả đoàn nghe. Nhiều hôm mọi người say sưa kể, mãi đến đêm khuya mới dạng tén đi ngủ để ngày hôm sau còn quay tiếp. Đạo diễn Dương Khiết vốn là người rất thích nghe kể chuyện và thường cổ vũ các thành viên trong đoàn tham gia kể chuyện cho bà cùng đoàn nghe. Có lần quản lý trường quay là Hà Dị đóng góp một câu chuyện ma. Hôm đó lại đúng ngày mất điện, trời tối om, bốn bề đều đứng lố nhố là người quay quanh. Thêm vào đó là lối kể chuyện đầy màu sắc và truyền cảm của Hà Dị càng khiến cho mọi người ai nấy chăm chú lắng nghe mà nổi hết da gà. Kết cục là khiến cho cả đoàn sợ rúng ró, không ai dám một mình về chỗ ngủ. Mãi tối muộn vẫn còn ngồi bu một chỗ vì quá sợ. Diễn viên Tây Du Ký sợ ma không dám đi tè để xuống nhà tiếp khách mới được. Lối đi lại không có đèn, trời tối ở đây âm u như trong rừng rậm, đến nỗi xòe tay mình ra cũng không đếm được có bao nhiêu ngón. Chứ chỉ có trên đại điện là có ánh nến leo lét, thỉnh thoảng còn nghe thấy những tiếng động kỳ lạ. Ngoài ra còn có cảm giác như có một u linh vô hình động đậy trong bóng đêm đặc quách ở đây. Điều này khiến cho Quý Linh sợ đến dựng tóc gáy, sởn da gà, liền vội trở lại chỗ ngủ và không dám đi vệ sinh nữa. Sáng ngày hôm sau, ông nhất định đòi xuống phòng tiếp khách ngủ chung với mọi người trong đoàn. Đến ngày hôm sau, cả nghệ sĩ Quang Văn Giới, vốn tự xưng là to gan, không biết sợ là gì, cũng phải rời xuống ngủ chung với đoàn phim. Cây nhân sâm tìm thấy trong khu mộ cha đạo diễn Dương Khiết. Trước khi tiến hành quay những cảnh phim trên núi Thanh Thành, Dương Khiết đã yêu cầu cho nghệ sĩ thiết kế mỹ thuật Mã Văn Hồng ở lại dưới núi để tìm địa điểm quay cảnh cây nhân sâm. Cây cối trên núi thường khá dày và tập trung, cũng không được phép chặt phá. Vả lại cũng không có khu đất rộng rãi để quay. Việc này không quan trọng địa điểm ở đâu, chỉ cần có là được. Nếu có chụp lại hình và gửi lên núi cho Dương Khiết xem xét, nếu phù hợp sẽ cho người tiến hành mô phỏng dựng một cây giả thật lớn. Vì số lượng quả nhân sâm cần khá lớn, đạo diễn Dương đã cho mời nghệ sĩ mỹ thuật Trương Liệt Quân từ Kịch viện Nghệ thuật Nhân dân Tứ Xuyên tới giúp sức. Nhờ có sự nhiệt tình của Liệt Quân, chỉ trong một ngày miệt mài đã tạo ra hàng trăm quả nhân sâm. Khi đó rất nhiều người tỏ ra phấn khích, muốn biết quả nhân sâm được làm từ chất liệu gì, có ăn được hay không. Thực ra loại quả này được làm từ loại khoai lang Tứ Xuyên. Không lâu sau cũng có tin từ Mã Vận Hồng báo về cho biết đã tìm thấy cây nhân sâm. Đó chính là cây ngân hành của nhân vật lịch sử Trương Tòng
Đề Hán cho trồng với tuổi đời hơn 1.700 năm, chiều cao là 6m3, cây nằm ngay. Đạo diễn Dương Khiết tiếp tục tiết lộ những kỷ niệm thú vị về hai nghệ sĩ trong phim và bất ngờ khi tìm thấy cây nhân sâm, Bồ Đề Sư Tổ và Trấn Nguyên Đại Tiên sợ ma. Trong cảnh quay, các đạo sĩ cung kính bái lạy tiễn Trấn Nguyên Đại Tiên bay về trời. Vì vay trên núi nên việc huy động diễn viên quần chúng không được nhiều. Đường lên núi thời gian đó chưa có, phải men theo lối mòn ở sườn núi để lên đạo quán. Không gian quay cũng không đủ rộng rãi. Khi đó vì đạo trưởng đã yêu cầu các đạo sĩ trong đạo quán tập trung diễn cảnh này cho đoàn phim. Vì vậy khi xem trên phim với cảnh Trấn Nguyên Đại Tiên bay về trời, người xem sẽ thấy đạo sĩ hai bên cung kính bái lạy đều là các đạo sĩ thực sự của đạo quán cổ thường nổi tiếng này. Dương Khiết cũng ngộ ra một điều trong quá trình quay phim là dù hòa thượng hay đạo sĩ, họ đều có một vị thần tối cao trong lòng họ. Dù người khác không tin vào đạo của họ, nhưng cũng không nên xúc phạm hay nhạo báng tín ngưỡng của họ. Nếu ta tôn trọng người khác, tự nhiên sẽ nhận lại được cách đối đãi tương tự từ người khác. Chỉ cần ta cư xử chân thành, mới mong nhận được thịnh tình từ người khác. Nghệ sĩ Vế Linh và vị đạo trưởng nọ không những đã trở thành những người bạn, mà còn nhận được những lời chúc phúc chân thành, cũng như sự đối đãi trọng thị mà ông dành cho đoàn phim Tây Du Ký. Có chuyện vui với hai diễn viên chính là nghệ sĩ Quế Linh thể hiện vai Trấn Nguyên Đại Tiên và nghệ sĩ Quan Vân Giới vai Bồ Đề Sư Tổ. Hai nghệ sĩ được đoàn phim đặc biệt ưu ái khi xếp cho ngủ trên lầu 2 ở Điện Tam Thánh, nơi thoáng đãng và dễ chịu hơn hẳn so với các phòng tiếp khách của đạo quán, nơi các thành viên đoàn phim được phép nghỉ ngơi. Thế nhưng là đại điện nên bước ra cửa là đối mặt với tượng thần ở đây. Buổi tối khi Vế Linh muốn đi vệ sinh gấp, vấn đề ở lầu 2 không có, phải đi mấy chục mét qua cầu thang. Đoàn Tây Du Ký bị ám ảnh chuyện ma Phật Di Lặc chết hụt trong nhà xác. Đến với nhiều thế hệ khán giả xem truyền hình tại Việt Nam thì ít có bộ phim nào đem lại sức hấp dẫn cho đủ mọi lứa tuổi, từ già đến trẻ như Tây Du Ký. Dù đã xem đi xem lại đến cả chục lần, nhưng mỗi khi được trình chiếu lại bộ phim Tây Du Ký phiên bản năm 1986 vẫn được đón nhận rất nồng nhiệt. Thế nhưng, để thực hiện được bộ phim này, đoàn làm phim Tây Du Ký đã gặp phải khá nhiều khó khăn, vất vả. Thậm chí cả đoàn làm phim từng bị ám ảnh chuyện ma và có vài diễn viên nhiều lần suýt chết. Thành viên đoàn phim Tôn Ngộ Không được một fan sợ hãi sau khi nghe kể chuyện ma trong một đêm mắc điện nơi núi rừng U Tịch. Thời gian giữa mùa hè oi bức năm 1982, đoàn phim Tây Du Ký có mặt tại núi Thương Nham ở Thương Gia Giới, tỉnh Hà Bắc để khởi quay cho tập Đường Tăng Xuất Thế, tức tập 4 Giam Cầm Ngũ Hành Sơn. Địa điểm được đặt tại ngôi chùa Phúc Khánh trên núi Sơn Nham, tương truyền từng là nơi công chúa Nam Dương, con gái cả của vua Tùy Dương Đế, từng về đây xuất gia tu hành. Toàn bộ khu tự viện được xây dựng trên khu một mặt phẳng giữa hai vách núi hiểm trở, tạo thế uy nghi hoành tráng và chó ngợp. Đặc biệt điện Thiên Vương lại càng kỳ vĩ và độc đáo, với kiến trúc là một ngôi điện nằm trên chiếc cầu có nhịp dạng vòm bắc qua hai vách núi đá khổng lồ, tạo thế hiểm trở thiêu leo và cũng hết sức tôn nghiêm. Từ chân núi đi lên là một con đường độc đạo nhỏ và dốc đứng. Phía bên trên hai vách núi là một công trình kiến trúc tôn giáo như được bắt giữa nền trời xanh. Cảnh quan kỳ vĩ của khu công trình này tựa như ẩn hiện trong mây, giữa mình trên vách núi cao uy nghi sừng sững. Thật không khác gì